Mùa hè đến, các chị em thường thích diện những chiếc váy ngắn và các trang phục gợi cảm, nên thường cảm thấy mất tự tin với những sợi lông thô cứng của mình. Bên cạnh lông tay, lông chân, rìa mép, lông vùng da dưới cánh tay thường đi kèm với các vấn đề về da như viêm nang lông, lỗ chân lông to, da sần sùi, da vùng lông bị thâm đen. Tại thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà, chúng tôi áp dụng công nghệ triệt lông R618 thế hệ mới nhất 2016, một công nghệ triệt lông hiệu quả 4:1, giúp giải quyết 4 vấn đề về da mà chưa công nghệ triệt lông nào làm được. Ánh sáng laser R618 giúp tác động tận gốc nang lông, tách rễ của sợi lông ra khỏi tế bào da, ngăn cản dinh dưỡng nuôi nang lông, làm chúng yếu dần rồi rụng đi một cách tự nhiên. Lông bị triệt tiêu tận gốc và không thể mọc lại. Bạn sẽ không còn phải lo lắng vì sự xuất hiện trở lại của những sợi lông đáng ghét như các phương pháp triệt lông thông thường. Laser R618 giúp hấp thu hiệu quả melanin, làm da trắng sáng. Đồng thời, năng lượng ánh sáng kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp nâng cơ, xóa đi các nếp nhăn và xe khít lỗ chân lông. Đặc biệt, vùng da dưới cánh tay hay da vùng kín sẽ sạch lông, da không bị thâm đen, mịn màng, mang đến cho quý khách sự tự tin khi diện những bộ cánh sexy, quyến rũ. Bước sóng dài của công nghệ laser R618 không bị hấp thụ nước và hồng cầu, hấp thụ như các công nghệ laser khác nên không gây đau rát, không làm khô da và không ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng sinh lý nào của cơ thể. Chỉ với một liệu trình điều trị, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt đến bất ngờ. Triệt lông tận gốc, hiệu quả duy trì dài lâu, có thể vĩnh viễn. Làn da trắng sáng, rạng rỡ hơn, trẻ hóa vùng da vừa triệt lông, xe khít lỗ chân lông, da căng mịn và tươi mới. Mình đã được các chuyên gia tư vấn về dịch vụ triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Và hiện giờ thì tình trạng viêm nang lông của mình không còn nữa, những sợi lông đáng ghét cũng đã hoàn toàn biến mất. Xin cảm ơn thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà Hà Nội rất nhiều. Sang trọng, đẳng cấp, tinh tế, cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, những công nghệ thẩm mỹ tiên tiến hàng đầu. Gần 25 năm qua, thẩm mỹ Hồng Kông luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp cao cấp nhất cùng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Cũng chính bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp này mà thẩm mỹ Hồng Kông đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hãng công nghệ lớn trên thế giới. Những chuyến làm việc hợp tác trao đổi và các chương trình ưu đãi mà các hãng dành cho thẩm mỹ Hồng Kông đem đến cho khách hàng của thẩm mỹ Hồng Kông có thêm nhiều cơ hội được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới trực tiếp thăm khám, tư vấn miễn phí và điều trị với mức chi phí cực kỳ hấp dẫn. Hãy liên hệ ngay thẩm mỹ Hồng Kông, địa chỉ duy nhất 51 Hàng Gà Hà Nội, website thongmyhongkong.vn, điện thoại 0438246852, hotline 0946126968.